tôi, đầu hàng đi. Cậu nghĩ sẽ bắt được tôi ư? Mọi chuyện không đơn giản thế đâu. Giỏi lắm, tôi cũng lường trước được. Cuối cùng, kẻ nội gián đã lộ diện. Không thể nào. Anh làm tốt lắm, đặc vụ ngầm. Được lắm, đúng như kế hoạch. Chúng ta đã tìm ra được kẻ tạo phản, thưa sếp. Đến lúc hạ màn rồi đấy. Không hổ danh là trùm cuối, cao tài lắm. Nhưng ông quên mất một điều, người vợ tôi mới cưới. Sếp à, lần này chồng tôi cao tay hơn rồi. Danh cao thủ và thách đấu, nó khác nhau đây này. Bạn ơi, bỏ xuống, nếu không tôi bán. Có mấy là người phải bỏ. Người anh em kết nghĩa à, đã đến lúc công khai rồi. Cái gì thế nhỉ? Sao mình không hiểu gì? Ông nội nha. Bố nội. Mẹ ngoại. Anh rể. Ông hàng xóm. Chó mèo. Ông nhỉ? Chúng mày quan tâm là trò đùa. Cáo